Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Yên Mỹ sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an và đông đảo các cử tri. Ông Đào Hồng Vận, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền tại các kỳ tiếp xúc lần trước. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Quốc hội đã thông qua 5 luật 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Cử tri huyện Yên Mỹ đánh giá cao chất lượng kỳ họp, đồng tình với các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, đồng thời cũng có nhiều ý kiến phản ánh cùng đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, như giá cả xăng dầu và các mặt hàng vật tư thiết yếu gia tăng, vấn đề hàng giả hàng kém chất lượng trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng, vấn đề giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, các khu công nghiệp và ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải. Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc là rất xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và cấp ủy chính quyền địa phương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đồng chí đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri. Trong những năm qua là nước sông Bắc Hưng Hải đoạn qua huyện Yên Mỹ có dấu hiệu bị ô nhiễm. Qua các cuộc họp, các dịp tiếp xúc cử tri và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, huyện Mỹ đã phản ánh và kiến nghị về tình trạng trên. Đến nay thì chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì để tiếp tục duy trì nguồn nước không bị ô nhiễm, đề nghị ông Bộ trưởng và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm các công ty xả thải vào dòng sông không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. Trước khi về họp cử tri, gặp gỡ cử tri, chúng tôi cũng phải kiểm điểm về vấn đề này. Đấy, cũng rất may là bà con đánh giá là gần đây là đã có cái sự cải thiện tích cực hơn. Nhưng vấn đề này đúng quả thực là vấn đề khó. Lực lượng công an vào cuộc vấn đề này. Chúng tôi cũng đã xác định được có khoảng 1.823 điểm xả thải gây ô nhiễm môi trường trên toàn tuyến Bắc Hưng Hải. Từ Hà Nội, từ Bắc Ninh, từ Hưng Yên, từ Hải Dương đều đóng góp vào cái phần này. Chúng tôi cũng đã đưa ra nhiều cái giải pháp. Và chắc chắn là sắp tới sẽ có những cái giải pháp rất tích cực. Hôm vừa rồi thì cử tri cũng thấy là Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, thì Bộ trưởng nói là rất phối hợp với Bộ Công an, với Ủy ban dân các tỉnh để khắc phục cái tình trạng này. Nếu đã duy trì dòng sông, không thể để ô nhiễm được, vì nó rất nguy hiểm. Đời chúng ta đây rồi mà chúng ta còn phải trách nhiệm với con cháu chúng ta nữa. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, báo cáo Chính phủ, Quốc hội có những giải pháp. Hôm trước tôi cũng nói với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp là đề nghị là thôi chưa làm được nhiều, làm Bắc Hưng Hải này để làm mẫu, để từ đó rút kinh nghiệm ra làm các địa phương khác, các dòng sông khác. Mặc dù pháp luật đã có những quy định về chế tài xử lý đối với người tố cáo vi phạm pháp luật tố cáo, tuy nhiên chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, các biện pháp xử lý chưa đủ sức răn đe, do đó hành vi tố cáo sai khó xử lý, tình trạng đơn tố cáo sai sự thật, tố cáo vượt cấp ngày càng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp hơn. Thực tế, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nội dung tố cáo của công dân thường không chú trọng đến việc xử lý người tố cáo có hành vi tố cáo sai sự thật, bỏ qua trách nhiệm pháp lý của người tố cáo, do vậy vô hình chung không có sức răn đe đối với người tố cáo vi phạm pháp luật về tố cáo. Như cử tri nói là đây là cái quyền của người dân, nhưng mà luật pháp của mình nghiêm cấm cái chuyện là không được lợi dụng cái việc này để làm ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân khác, không được xúc phạm người ta, không được vu khống người ta, không được nói sai sự thật. Tất cả những cái điều đó phải được xử lý. Thế mà vừa qua Bộ Công an cũng đã xử lý đến 9 vụ án hình sự về những cái tội danh này, và chúng tôi sẽ tiếp thu những cái đề nghị của cử tri là phải hoàn thiện cái nghị định về xử phạt hành chính trên lĩnh vực tố cáo này. Trước khi phải xử lý hình sự thì có những cái quy định về xử lý hành chính trước, chứ không phải tất cả những vấn đề gì đấy đều đưa ra hình sự cả. Đối với những kiến nghị liên quan đến sửa đổi một số quy định pháp luật về cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở, luật hộ tịch, quy định về chứng thực hợp đồng, chứng thực chữ ký khi thực hiện thủ tục hành chính,
đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và phản ánh ý kiến của cử tri đến các cơ quan chức năng. Nhân dịp tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ một xe cứu thương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là việc hỗ trợ vật tư thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm trước các vấn đề về kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh được các cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng thời nêu rõ quan điểm sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương giải quyết những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.